Chào tất cả anh em nhé. Đây là Đai Châu, người ta gọi là nghìn xuân hoa Tết đấy, tức là nó đều có đủ hết hoa hết rồi nhé. Để tí này, tôi cho anh em xem bông đang nở đây, thường thường lắm luôn, rực rỡ luôn. Đây. Vườn Đai Châu đây, ghép gỗ cây thuần được khoảng 2-3 năm rồi nhé. Đây, cây Đai Châu rất to, nụ này. Đấy. Đây, anh em thấy rực rỡ chưa? Đấy. Quá đẹp luôn. Thơm lắm luôn, thơm rực rỡ. Đấy. Và Đai Châu đây, chậm là sắp bung. Đấy. Anh em có nhu cầu thì alo số điện thoại là 0989 230 789 nhá. Vườn Lan Hùng Mạnh, cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào anh em nhé.